10 câu nói để đời khiến ai cũng phải ngẫm. Tiền rất quan trọng, tình cảm cũng rất quan trọng. Tiền bạc nên rõ ràng, nhưng cũng đừng vì tiền làm tổn thương tình cảm. Đừng lừa dối người khác, vì nhân quả không chừa một ai. Nỗ lực để trở thành một người có ích cho xã hội, nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng tỏ với người khác. Trực giác của con người thường rất chính xác, đặc biệt là trực giác của phụ nữ. Thế nên nếu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có vấn đề, nên lưu ý một chút. Đừng tùy tiện đánh giá một người, đặc biệt là khi không có họ, bởi vì 80% xác suất những điều bạn nói sẽ được truyền đến tay người đó bằng một phiên bản khác. Đừng lấy lý do thẳng thắn để bào chữa cho việc thiếu giáo dục, mượn cớ thẳng tính để nói những lời tổn thương người khác, chỉ chứng tỏ sự xấu tính của bạn mà thôi. Nếu bạn giàu có, đừng khoe khoang, nếu bạn nghèo, đừng vội than vãn. Người khác có thể cười nhạo ai đó, nhưng bạn không được hùa theo, vì làm như vậy bạn chẳng khác gì họ. Hẹn mấy lần người ta vẫn không nhận lời, đó là từ chối, đừng cố chấp nữa. Đừng để nỗi đau của mình cho người khác quá nhiều, lần đầu người ta sẽ thông cảm, lần hai người ta sẽ nghĩ bạn tiêu cực, lần ba người đó sẽ chán ghét bạn.